Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2018. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu 3 chiếc tủ kệ đồng tiền 3 cục gỗ hương đá của Nam Phi, toàn bộ cánh dày 2 phân, đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay. Đây còn gọi là kệ đồng tiền 3 cục tháo rời. Đây còn gọi là kệ mõ đồng tiền 3 cục gỗ hương đá của Nam Phi, toàn bộ 8 cánh đục tứ quý, tùng quốc trúc mai và đục tay 100%. Tất cả đều được đục tay 100%, không hề đục máy. Các phần cánh này gỗ rất là dày, cánh dày 2 phân. Bản nề lắp bản nề đúc rất là đẹp. Tôi vừa xong hoàn thiện 3 chiếc mộc, 3 chiếc tủ kệ vẫn đang để nguyên mộc, đang trưng bày tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Toàn bộ phần cánh đục tứ bình rất là đỉnh cao, mà không phải cái đơn vị nào cũng có thể bắt chước đục giống như của Thành Luân được. Đường nét đục thì rất là đẹp, bông hoa hồng. Đây, nhìn ngay những bông hoa hồng rất là đẹp, hồng đang lở. Đây, vỏ đào, đây là cây tùng, cây mai. Video clip quý vị đang xem là được Đồ Gỗ Thành Luân quay trực tiếp tại cơ sở 1 Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Nó tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ba chiếc kệ này lần lượt có kích thước là 2m41 và 2m37. Cái ở giữa thấp là 2m37 và cái to nhất là 2m53. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi, chọn gỗ rất là đều màu và gỗ rất là dày dặn. Ván mặt trên này thì luôn làm dày 1/2 và cánh là dày 2 phân và tủ kệ này có chiều sâu là 50 phân. Ván mặt là liền. Chiếc thứ nhất là 2m41. Chiếc thứ hai là chiếc ở giữa là 2m37, ở giữa thấp. Chiếc thứ ba là 2m53. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Toàn bộ phần đục chạm thì vô cùng là đỉnh cao. Đục tay 100%. Chị mình quý vị xem là Thành Luân đang giới thiệu bộ kệ tivi gỗ hương đá của Nam Phi, kệ mõ đồng tiền 3 cục 2m37, 2m41 và 2m53. 3 chiếc kích thước khác nhau đang trưng bày tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 1. Khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay một trong những mẫu tủ kệ đẹp như thế này, liên hệ ngay với Thành Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ Gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Tất cả cái kệ này chúng tôi làm đường nét đục chạm vô cùng là tinh xảo. Tôi sẽ zoom từng chiếc cánh một để cho quý khách nhìn và cảm nhận được cái đường nét đục rất là tinh xảo. Tất cả đường nét đục của Thành Luân đục rất là kỹ. Tất cả cảnh tứ bình đục nét đục rất là nét, rất là sắc nét. Khách có thể về trực tiếp để xem và chọn lựa những cái sản phẩm mình ưng ý nhất để Thành Luân sẽ hoàn thiện nước ly hoặc là full PU bóng mờ theo yêu cầu của khách hàng. Thành Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong video clip sau.